Hình như mọi năm đó mình thấy các cô trang trí lớp hay treo chậu bà lắm đúng không? Cái này là mình làm hai chậu cây treo cây Pink Lady của mình thôi. Sẵn tiện thì mình quay lên này, các cô có thể dùng cái chậu này có thể trồng chậu bà khô cũng được, mà trồng bằng đất cũng được. Cây okay, thì nó cũng không có gì đặc biệt và lạ lắm đâu, nhưng mà thôi kệ nó, mình tạo hình cho nó một cái kiểu dáng mới đi. Còn hơn là mình cắt cái chai nước mình chỉ bỏ cây vào thì nó cũng không có lạ lắm đúng không? Thì mình làm theo cái kiểu như thế này. Hơn nữa mùa dịch này thì mình nghĩ chắc nhà ai cũng nhiều chai xúc miệng nước muối hay lắm. Cái chậu cây này thì mình sẽ tận dụng sử dụng cái keo con chó này, để cho nhiều bạn không có súng bắn keo thì mình cũng có thể làm được cái keo con chó này dán rất là chắc. Vì là chậu cây này á, mình để ở ngoài trời nên là mình sử dụng dây thừng và cái nỉ mình cắt hình mái nhà. Mình có làm chậu cây bằng que gỗ và dây thừng thì mình thấy dây thừng nó bền hơn, để ngoài trời nó không có làm sao hết. Còn lại cái que gỗ thì nếu mà để ẩm thì nó sẽ bị mốc, nên là que gỗ chỉ có để trong nhà được thôi. Chứ còn mấy cái cây mà trồng ngoài trời này chắc là mình phải dùng dây thừng nhiều hơn. Bây giờ là xong một kiểu ha, còn cái kia nó chỉ là có bốn cái cột như thế này. Mình sẽ test dây thừng và gắn đều lên bốn cái cột. Nói chung mình trang trí mấy cái này đơn giản lắm. Lần trước mình cũng đã từng làm một cái bình nước muối này để trồng cây sen đá rồi, và phát triển rất là tốt, bởi vì cây sen đá nó không có chịu được nước nhiều nên là nó có cái mái nó che nước, nên là cái cây sen đá nó không có bị úng nước mà mình để ngoài trời phun nắng mưa luôn á. Bạn nào muốn xem cái kiểu chậu cây đó thì mình có thể xem lại những cái clip trước của mình nhé. Còn bây giờ mình sẽ quấn dây thừng xung quanh nè, quấn cho tới lên tới cái mấy cái cửa thôi thì mình dừng lại. Mình lại test những cái đoạn ngắn như thế này, mình gắn vào đây và mình cũng sẽ gắn cái dây màu cam viền thành một cái cửa giống như thế này. Phần còn lại thì đơn giản thôi, mình cắt cái mái ngói, mấy cái ngói hình tròn này nè, mình gắn lên là xong rồi đó. Nếu mà các cô trồng chậu bà bằng nước thì mình để nguyên như vậy, không cần phải đục lỗ. Còn đây là mình trồng đất nên là mình phải đục rất là nhiều lỗ để thoát nước. Mình đang sử dụng để đục lỗ là bút hàn chì nha, các bạn có thể mua ở vật liệu xây dựng. Rồi bây giờ xong rồi nhá, mình đem ra ngoài này và mình sẽ bỏ đất vào và mình trồng cây. Chúc các bạn thành công nha.